Vì sao tham nhũng vẫn còn tồn tại nhiều trong lĩnh vực công? Tham nhũng vẫn tồn tại nhiều. Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2019 vừa công bố. Năm 2019 vừa được công bố vào sáng ngày 28 tháng 4. Theo kết quả khảo sát trong báo cáo này, người dân Việt Nam nhìn nhận tình trạng tham nhũng năm 2019 có xu hướng giảm khoảng 5% so với năm 2018 và sự kiểm soát tham nhũng trong khu vực công được cải thiện mạnh mẽ nhất vào hồi năm ngoái. Mặc dù vậy, vẫn còn khoảng 20-40% người dân khẳng định tham nhũng vẫn tồn tại trong nhiều hoạt động của lĩnh vực công. Bà Nguyễn Thị Ba, nhân viên quản lý của công ty tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà ghi nhận tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng của cán bộ, nhân viên tại các cơ quan nhà nước có chiều hướng giảm bớt. Thế nhưng tình trạng đó vẫn còn tồn tại trong lĩnh vực công, mà người dân hàng ngày phải thường xuyên đối diện với những hình thức không đến mức trắng trợn như trước đây. Bà Ba viện dẫn công ty của bà mỗi khi bán hàng vào khu chế xuất, vẫn phải kèm theo tiền gọi là tiền bồi dưỡng trong hồ sơ làm thủ tục hải quan. Nếu muốn bộ tờ khai được nhanh để hàng qua cổng hải quan thì trong tờ khai phải kèm theo 20-30 ngàn đồng, tùy theo giá trị lô hàng. Nhân viên hải quan họ sẽ lấy tiền kèm vô đó. Còn nếu muốn nhanh và không phải ngồi chờ đợi lâu theo thứ tự thì phải mướn người làm cò chuyên nhận hồ sơ. Họ cũng bắt số thứ tự nhưng họ đưa một lần gồm một xấp nhiều hồ sơ và đưa cho hải quan làm thủ tục luôn một lần. Người làm cò có thể chia tiền với hải quan bên trong như thế nào thì mình không biết chính xác, nhưng thủ tục là vậy. Bà Ba còn khẳng định dịch vụ công khác cũng tương tự như vậy. Báo cáo PAPI năm 2019 cho thấy 31% người dân phản ánh phải chi thêm tiền khi đi khám chữa bệnh. 30% người dân cho rằng phụ huynh cũng phải chi thêm tiền cho giáo viên trong việc học hành của con cái. Trong khi đó, 31% người dân nói rằng phải chi thêm tiền trong việc làm giấy tờ về đất đai, như chứng nhận quyền sử dụng đất, và 21% người dân khẳng định chi thêm tiền khi làm giấy phép xây dựng. Điều đáng chú ý trong báo cáo PAPI năm 2019, có đến 63% người dân cho rằng cần phải đưa lót tay để vào làm việc tại các cơ quan nhà nước. Đút lót để xin việc trong cơ quan nhà nước. Đài RFA ghi nhận tình trạng nhờ vả, quen biết, đút lót để xin làm việc tại các cơ quan nhà nước được dân chúng ở Việt Nam cho là một việc hiển nhiên trong xã hội. Qua câu nói như nhất thân nhì thế hay thủ tục đầu tiên là tiền đâu, điều này chẳng có gì là nghịch lý khi tiền lương không bao nhiêu, thậm chí là không đủ sống, nhưng là nhân viên cán bộ trong hệ thống cơ quan nhà nước thì còn được những quyền lợi khác, mà trong đó là bổng lộc, thậm chí là rất nhiều. Chúng tôi cũng từng được dịp nghe các giáo viên mới tốt nghiệp và xin việc ở các trường học mà không phải là dạy hợp đồng, thì tùy theo trường học các cấp huyện, thị xã, thành phố khác nhau mà giá cả cho một suất giáo viên chính thức hưởng lương nhà nước dao động từ vài trăm triệu đồng. Một bác sĩ ở Hà Nội cho RFA biết trong ngành y tế cũng tương tự. Số tiền chạy việc được phân cấp qua hạng bệnh viện, vì bệnh viện nào có thu nhập cao hơn thì tiền chi vào phải cao hơn. Và bệnh viện hạng 1 như bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức thì phải tiền tỷ. Bệnh viện hạng 2 thì phải khoảng từ 300 đến 500 triệu, còn bệnh viện hạng thấp hơn thì cũng phải 100 đến 200 triệu. Các bệnh viện ở miền núi được ưu đãi nhưng lại ít người về vì chẳng được ưu đãi bao nhiêu. Mối tương quan không thể tách rời. Cô Nguyễn Trang Nhung, một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và theo dõi sát sao các báo cáo chỉ số PAPI hàng năm, nói với RFA rằng có mối tương quan như là một mắt xích không thể tách rời giữa tình trạng đút lót xin việc trong cơ quan nhà nước và tham nhũng vẫn tồn tại nhiều. Theo tôi thì có một mối tương quan rõ rệt giữa hai điều đó. Những người cảm nhận hay trả lời khảo sát có thể không trực tiếp tham gia vào việc đút lót, nhưng họ có thể thấy qua những người xung quanh họ. Ví dụ nếu như trong gia đình có một người làm việc trong cơ quan nhà nước, thì ít nhiều người ta cũng biết được có tình trạng đút lót để có thể vào được trong cơ quan nhà nước. Như tôi vừa mới nói thì những người xung quanh tôi có thể nghe được những câu chuyện về điều đó. Và với hơn 60% người dân nhìn nhận có đút lót để vào cơ quan nhà nước, thì có một tỷ lệ tương ứng với những người cảm nhận vẫn còn tình trạng tham nhũng phổ biến. Theo tôi tỷ lệ 20% hay 40% đấy có lẽ vẫn còn thấp. Lẽ ra có thể cao hơn thế. Giáo sư Tương Lai, Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, từng nhận định với RFA về tình trạng này. Bộ máy hành chính của Đảng và hành chính của nhà nước thì nhân viên bên cạnh lương còn có bổng. Bổng khá lớn. Bổng đã lớn nhưng còn dựa vào quyền để được khoét của dân thì tham nhũng này mới là khủng khiếp. Tham nhũng từ trên xuống dưới, càng lên cao thì càng tham nhũng lớn. Trên chóp bu tham nhũng thì cấp dưới tội gì không tham nhũng. Và cứ thế tham nhũng xuống tận cơ sở. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, cho nên cả bộ máy đó không phương cứu chữa.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong một bài viết liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng vừa mới phổ biến trong những ngày hạ tuần tháng 4, yêu cầu kiên quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13 những người tham nhũng có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản mà không giải trình được nguồn gốc. Tuy nhiên, giới quan sát chính trường Việt Nam khẳng định rằng yêu cầu của ông Trọng không phải là quyết tâm chống tham nhũng, mà chỉ là thể hiện sự đấu đá quyền lực, phe phái ngày càng nghiêm trọng hơn trong nội bộ giới lãnh đạo Việt Nam. Cô Nguyễn Trang Nhung nhìn nhận vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam có chiều hướng giảm, dù là tỷ lệ thấp nhưng có sự tham gia của người dân. Theo quan điểm cá nhân, cô Nguyễn Trang Nhung cho rằng sự đấu tranh đẩy lùi tham nhũng của người dân chưa đạt được hiệu quả cao là do một phần họ không ý thức được về các quyền của mình, cũng như thế lực tham nhũng mà họ chống lại rất mạnh, và hơn nữa không có cơ quan hay tổ chức nào bảo vệ cho những tiếng nói chống tham nhũng đơn lẻ đó. Cơ sở cho nỗi lo về tham nhũng trong phân bổ tiền hỗ trợ vì dịch COVID-19. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều 15 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế và các quận huyện được phân bổ ngân sách phải chủ động rà soát lại toàn bộ kết quả việc mua sắm, bảo đảm đúng quy trình, đúng giá, không để thất thoát, không để tiêu cực xảy ra. Người đứng đầu thành phố Hà Nội cho rằng nếu lãnh đạo để xảy ra biểu hiện, việc làm móc ngoặc, nâng khống giá lên để tham ô, tham nhũng thì không chỉ mang tiếng với địa bàn thành phố, trên cả nước mà cả cộng đồng quốc tế. Giải thích rõ hơn vì sao ông Nguyễn Đức Chung đề cập đến vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội cho hay. Trong mua sắm công, có thể người chi tiền mua thường móc ngoặc với người bán. Nếu giá là 1 thì người ta có thể khống lên thành 1,5 và ăn chia đâu đấy trong khoảng 0,5. Đấy là một hiện tượng thường phổ biến trong việc mua sắm công, xảy ra ở khắp nơi trên thế giới nếu không có sự giám sát rất kỹ lưỡng. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, lãnh đạo đưa ra cảnh báo như việc người đứng đầu Hà Nội vừa làm là tốt, vì chuyện tham nhũng từ việc lớn đến việc nhỏ là chuyện vẫn thường xuyên xảy ra trên dải đất hình chữ S. Đặc biệt, tần suất lãnh đạo nhà nước nhắc đến việc không để xảy ra tiêu cực khi cứu trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 ngày càng tăng sau khi chính phủ Hà Nội ban hành nghị quyết về các biện pháp với gói hỗ trợ trị giá hơn 62.000 tỷ đồng hướng tới 20 triệu người dân vào ngày 10 tháng 4. Cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hay Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung đều lên tiếng nhắc nhở trong việc công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách khi thực hiện cứu trợ. Trong đó, theo lời ông Đào Ngọc Dung, thì những người lao động tự do cần được quan tâm nhưng lại là nhóm khó xác định nhất, dễ nảy sinh hệ lụy. Dưới góc nhìn cá nhân, nhà báo tự do Ngô Nhật Đăng cho rằng các quan chức thường xuyên lên tiếng kêu gọi không tham nhũng thời gian gần đây là điều dễ hiểu. Ông lập luận, chúng ta đều biết chuyện này không phải là không có tiền lệ. Rất nhiều nhóm chiếm chỗ cho những người hoàn cảnh dễ tổn thương trong xã hội từ trước đến nay. Thậm chí đối với việc giúp đỡ những người nghèo của những người làm thiện nguyện từ thiện tự giác của người dân. Chuyện ăn chặn ăn bớt hoặc không đến được tận tay người dân là chuyện người ta lo ngại trong dịp trợ giúp phòng chống COVID-19 này. Cũng là điều dễ hiểu. Nói rõ hơn về những cách thức trục lợi tiền cứu trợ người dân của các cán bộ nhà nước, tiến sĩ Nguyễn Quang A phân tích. Bất kể khoản tiền công nào được phân phát cho những đối tượng rất đông dân chúng như thế, trong quá trình phân phát có thể xảy ra những chuyện lừa đảo, lạm dụng. Chẳng hạn như trong một thôn có 10 người đáng được hỗ trợ thì họ khống lên thành 100. Những người lãnh đạo ở thôn xóm ăn phần vênh ra. Đây là chuyện đáng tiếc xảy ra khá nhiều ở Việt Nam, nên người ta cảnh báo chống chuyện như thế là điều rất dễ hiểu. Chị Thanh Hằng hiện đang sống tại Bình Tân, Sài Gòn, trao đổi với RFA vào tối ngày 16 tháng 4, cũng cho rằng dịch bệnh là thời cơ để bòn rút của công mà không dễ bị phát hiện. Cách ly xã hội nên nhiều doanh nghiệp đóng cửa thì cán bộ quan chức nhà nước cũng khó khăn là chuyện đương nhiên vì giảm bớt nguồn thu chủ doanh nghiệp đút túi riêng. Nên tranh thủ có dự án nào kiếm được thì phải tham nhũng một miếng chứ. Nếu họ không làm thì cũng có người khác làm. Tại sao lại nhịn cho người khác ăn? Tâm lý làm quan này có từ lâu đời ở Việt Nam rồi. Cảnh báo cho có lệ chứ chẳng có tác dụng gì đâu. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, sở dĩ công chức nhà nước có thể bỏ túi trong những trường hợp hỗ trợ người dân trong những lúc khó khăn như hiện nay là do hệ thống quản lý dữ liệu tại Việt Nam chưa phát triển mạnh. Ở Việt Nam, hạ tầng cơ sở xã hội như quản lý lao động, khai thác thất nghiệp lẽ ra phải có hệ thống thông tin quy củ để bất kể người nào đăng ký đều có thể xác minh và tất cả những người dân ấy đều có tài khoản ở ngân hàng. Thì Trung ương thấy đủ tiêu chuẩn sẽ rót thẳng tiền từ kho bạc thẳng tiến vào tài khoản người đó. Việt Nam không có hạ tầng như vậy nên việc xác minh là ai, ở đâu, có đủ tiêu chuẩn hay không vẫn phải dùng đến đội ngũ con người.
Như thế sẽ có một số người lợi dụng việc này để kiếm ăn. Việc các quan chức nhà nước trục lợi, tham nhũng khi thi hành các chính sách công để giúp đỡ người dân mỗi khi dịch bệnh, thiên tai vẫn luôn là đề tài được nhắc đến xưa nay. Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều những vụ án cán bộ cấp cao tham nhũng được đưa ra xét xử công khai, thông tin rộng rãi trên các báo đài. Nhận xét vì sao những lãnh đạo lại tha hóa bản chất, không còn đặt lợi ích của người dân lên nhiệm vụ hàng đầu, nhà báo Ngô Nhật Đăng nhận định: chúng ta đều biết thể chế của hệ thống chủ nghĩa xã hội cần rất nhiều bộ máy quan chức rất cồng kềnh. Thực tế ngân sách để nuôi một bộ máy to lớn như thế thì không thể nào đủ, nên ta thấy tình trạng công chức nhà nước ở các nước chủ nghĩa xã hội lương rất thấp, có thể nói là không đủ sống. Tình trạng đó sẽ gây ra chuyện tham nhũng là tất nhiên, không thể tránh khỏi. Như thế có hai vấn đề. Tham nhũng là sự tất yếu xảy ra, và khi phòng chống tham nhũng lại làm suy yếu bộ máy quyền lực chính trị đó. Hầu như 100% quan chức đều có thể nói là những cán bộ cao cấp đều tham nhũng với điều kiện bất khả kháng. Nếu không tham nhũng thì không thể tồn tại. Do đó khi chống tham nhũng là thái độ rõ ràng làm cho bộ máy yếu đi. Như Nguyễn Sinh Hùng ngày xưa có nói, nếu kỷ luật hết thì lấy ai làm việc. Nhà báo Ngô Nhật Đăng cũng cho rằng có thể chống tham nhũng được kêu gọi để làm cho bộ máy mạnh lên, nhưng thật ra theo quy luật lại khiến cho suy yếu thế lực của chính quyền. Ông cho rằng nguyên nhân là do cán bộ lúc đó sẽ không lo làm việc nữa, mà chỉ lo làm sao đảm bảo an toàn cho bản thân, cho số tài sản mà họ đã kiếm được trong quá trình tham nhũng.